Một thú vui phải kể tới khi đến với Cần Thơ đó chính là đi chợ đêm. Không chỉ có một mà nội ô thành phố này có đến vài khu chợ đêm tấp nập người mua kẻ bán. Nổi bật trong số đó chính là chợ đêm tại Bến Ninh Kiều. Không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng sông nước hữu tình, Bến Ninh Kiều ngày nay còn thu hút du khách với các khu chợ đêm nhộn nhịp. Trong số đó, không thể không nhắc đến chợ cổ Cần Thơ, còn được gọi là chợ Hàng Dương hay chợ Lục Tỉnh, do là nơi tập kết mua bán của khu vực Nam Kỳ Lục Tỉnh trước đây. Chợ này đã có hơn 100 năm lịch sử, cùng thời với chợ Bến Thành và chợ Bình Tây ở thành phố Hồ Chí Minh. Không gian bên trong được phân thành các lô nhỏ để người dân có thể vào buôn bán kinh doanh. Các sản phẩm như nón lá, áo bà ba cùng các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống, đồ lưu niệm luôn thu hút du khách trong và ngoài nước. Tháng 11 tới tháng 3 đến tháng 4 năm sau thì khách đa số là khách nước ngoài, còn những cái mùa còn lại khoảng hè thì sẽ là khách Việt. Cái giá cả ở đây thì công ty đã đưa xuống và đã niêm yết đặt sẵn, có sẵn ở trên cái tem, cho nên là tụi em theo giá được bán rồi. Tôi thấy đây là một địa điểm đẹp, có rất nhiều thứ để mua. Tôi cũng rất thích thức ăn ở đây. Ngay trong chợ cổ còn có nhà hàng chuyên phục vụ các món Á Âu và đặc sản miền Tây. Khi đến đây, du khách có thể vừa thưởng thức các món ăn, vừa được ngắm nhìn cảnh đẹp trên sông. Còn nếu không thích ăn nhà hàng, chúng ta có thể đến ngay phía trước chợ cổ để đến với khu phố chuyên bán đồ ăn vặt. Nơi đây được ví như một thiên đường ăn vặt tại thành phố Cần Thơ với vô số các món ăn hấp dẫn. Giá cả thì mình thấy hợp lý, và cái không khí nhộn nhịp, đồ ăn ngon, hấp dẫn và người dân đây rất là thân thiện. Thực ra ở Hà Nội thì mình cũng nghe nhiều về cái chợ đêm ở Cần Thơ rồi, nhưng mà lần đầu tiên thì đến đây mà rất là ngạc nhiên ấy. Nhiên vì không nghĩ nó sôi động và nhiều món ăn nó lạ, rất là lạ đối với người Bắc như mình. Đấy, có thể là mình sẽ thử được nhiều món ăn hơn, làm sao để ăn được nhiều và có bụng của mình ăn nhất. Cách khu phố ẩm thực vài bước chân là một chợ đêm khác. Chợ này thu hút rất đông du khách và người dân địa phương đến mua sắm hàng đêm. Nơi đây chuyên bán quần áo, giày dép bình dân và các loại phụ kiện thời trang. Điểm ấn tượng ở chợ là có những gian hàng chuyên bán áo thun hình ảnh lên áo lấy liền. Các hình ảnh theo mẫu có sẵn do người mua áo chuẩn bị hoặc chỉ định trên những tấm bìa có sẵn. Đi vòng vòng chơi mua được mấy cái đặt in mấy cái áo. Hôm nay thì xuống đây thấy quần áo cũng đa dạng, hợp lý, đẹp, nhiều phong kiểu. Mới ra còn đang ngắm chưa chọn được gì hết, nhưng mà thấy thì mặt hàng rất là đa dạng, giá cả thì cũng phải chăng cũng được. Sau khi thỏa sức ăn uống và mua sắm, du khách có thể dạo bước trên bến Ninh Kiều nằm đối diện khu chợ đêm, hoặc thử trải nghiệm cảm giác lên đên trên du thuyền nghe đờn ca tài tử. Từ đây, chúng ta sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh, thơ mộng của toàn bộ Bến Ninh Kiều về đêm.